Hiện tại đoàn chúng tôi đang ở Bến Tre, Bình Đại Bến Tre. Đây là thanh niên nhân S1 giặt dịu trên xe nãy giờ xong rồi xuống đây câu Tỉnh cá. rồi, có cá là tỉnh rồi. Câu cá, cái mồi là gì vậy nhân? Cám, cám cá. Cám cá. Có lưỡi câu đàng hoàng. Hôm nay chúng ta sẽ review một một trận câu cá rất là quyết liệt giữa Ồ, có mấy con cá đang đẩy cục cám, cục đó cục cám phải không? Đúng rồi, cá lồng tông. Mẹ có mấy con cá nè. Cá lồng, ừ đúng rồi, cá lồng tông nhỏ nhỏ. Mấy con này lớn lớn lên người ta làm gỏi đó. Đu mất mất mẹ mồi ơi. Thì giờ chắc Vũng Tàu này tàn sứ không à. Thấy quá trời hè Nay sứ. bệnh hả Đạt? Hả? Nay có bị bệnh không? Thấy cái Ừ. giọng ngạt ngạt. Bị bệnh. Bị bệnh hả? Một thanh niên bị bệnh cho hay. Đi hái chậm. Có trái gì đâu hái chậm. Giờ đây có dừa đủ thứ. Chụp tấm hình show điếc luôn hả? Ready, set, chú nào mà nhất là đó nè, chạy đây đi cấp một quá luôn, chạy cái trượt đây, cái cái ọc 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 anh sẽ chọn cách nào đứng nước luôn. Lên hay không lên, chúng ta có hai thí sinh, một là thí sinh sang đã bỏ cuộc từ rất sớm. Không biết camera có quay lại được cảnh tượng đó hay không. Chân dài tới hết. Chúng ta đã biết cái loài gì có chân dài tới hết. Chỉ có một loài có chân dài tới hết thôi. Quá ghê. Đạt, tới Đạt. Đạt cái sang nè. Phải có một thằng té mương trong ngày hôm nay. Trời ông nó bay làm dọc. Ui 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 ui. 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 Ông nó bay lòng vòng. Bởi vì phải lo túm cái cổ áo lại, nó chui vô cổ áo nó chết luôn. À. Anh thấy không? Nó, em đứng y thì nó không có làm gì hết chứ bộ. Nó không chích em đúng không? Mình không có phá nó thì nó chắc là nó biết nó không có chích mình đâu. Trời đằng Không kia nó nghe bay. á. Nó nghe á. Với lại mấy thằng mập nó hay chích lắm. Nó bay cả mớ luôn kìa. Ui ui. Nó bay mà chị nghe do ve yeah luôn. Lấy cây chọc nó đi. Mày lấy cây mày chọc nó đi. Chết luôn. Ừ, trời ơi, trời ơi, trời ơi. Trời ơi. Có. Có, con đứng ở đây. Trong những tình huống như thế này cũng sẽ có một đứa khóc. Thôi thôi để lụm. Thách thức danh hài nè. Nó kêu dễ lấy, nó kêu dễ lấy. Hồi là để nó lộn. Hồi là mấy thằng mình phải ôm nó lên hả? Để nó lộn. Trời ơi, dao rồi. Dao, nhanh còn lẹ. Thấy đơn giản không? Đây là cái thao tác mà chúng ta hả? Phá tổ ong. Cách rất là chuyên nghiệp. Chúng đi chạy. Chạy tí chạy bà. Chúng đi chạy cho mấy nè. Không cần đồ nghề. Áo áo chống ong. Trời, chuyên nghiệp mà. Ông này ông gì ta? Lần đầu thấy trong đời. Nó có chích không ta? Ông bay ra ngoài. Ngoài ra nó chích vừa mỏ luôn. Rồi, chuẩn bị xuất phát nè. Mình đâu làm gì, mình chỉ xem nó không à, nó chích mình. Nó sợ nó bay vô ống tay áo rồi. Chọt điện thoại vô cho sinh động. Thôi, mình zoom đi. Mình đừng có làm thủ công quá như vậy. Trời nó bay nhiều quá. Nhìn vừa có khó gì có nắng ảo không? Khó như gần ra
trường nó xuống rồi. Ủa? Nó còn học hả? Lâm trường năm nay 12 hả? Nhân cũng chuẩn bị thi nè. Mà chơi tuốt nè. Đây tao để này là làm cái gì ta? Cái bọc này nè. Biết không? Nó là cái gì vậy? Lớn. Nó cái gì dai dai trong đây? Đủ cái cây đi xong rồi vác vô hỏi mà không phải. Đi hỏi này làm cái gì? Quên, bay toàn tra thành phố không mà. Quên mất. Có cái mặt cũng thấy chưa? Mà giờ nó bay chừng nào nó bay ra hết ta. Lát nó bay cái gì? Quá trời luôn. Qua đi. Mới nãy em để còn khói á, lại đó mày mày thổi vô khói cái là nó bay hết rồi. Bay nào hả? Cho nó bay ra. Rồi. Chờ đi qua đi lại. Ai kêu? Nó bò thấy, tại nó hút mật đi hết. Hút không? Ừ, cái khói nó xỉn rồi sao? Xỉn nó hút đâu? Ôi, ừ, mật quá trời ha. Ừ, nó bay ra, sợ nó bay ra, nó bay ra đó. Mày phát cho mặt không? Chú nó bự, đứt là đỏ, còn nó bự, đứt là đỏ. Sợ nó ra, sợ nó ra rồi. Khùng lắm á. Cái lùi lùi, lùi tao nói. Đẩy khói đi nha, không khói nó dứt á. Nó chích, mình đừng có giết nó là mấy người kia giết theo rồi. Hồ theo. Ờ, nó bô đừng có mùi á. Như nó trả thù á. Chưa là nó không nhất nó chờ con đường cái sức ra nhất. Không phải lính nó đi mà. Lấy ra đi mà lấy bỏ vô. Nó bự lắm đứt nó giờ sọc à. Nó đỏ nữa, đứt đỏ nữa. Này bắt kiến rồi không thấy. Không thấy có biết liền thì nó bự từng dần. Bự dần à, đứt giờ sọc à. Sợ nó bay nư bay ra dọc đây lắm á. Nó động nó ưa ra. Khôn lắm. Nó nằm trong. Ê, để ý coi, để ý coi nó bay đậu đâu rồi. Con nó bù đó. Đây lắm, chỉ vô sắc. Đây, lấy mật ra đi, lấy ra đi. Đâu có theo về đâu. Mày khiêu khiêu lấy ra đi. Lấy mật bỏ ở đâu. Hả? Lấy mật bỏ ở đâu. Bỏ bể. Lấy kiếm cái gì con kiếm con đi kiếm gì vậy? Vô cậu lấy cái đi. Mập đi con. Lấy cái dĩa. Lấy cái dĩa đi con, đi đây lấy khiêu ra bỏ vô. Lấy cái đi. Đừng ấy, người ta cái đàn cà đó xong cái dính kìm vào tay cái nó kìm. Nó đút vô hộp là lấy rồi thấy không? Nút mặt đi á. Khùng. Không thấy. Đứt đỏ. Có là dễ biết. Nó khác với kia. Khác. Nó giờ sọc à. Nó ra bắt lâu chưa ạ? Mới lấy xuống nè. Cái sáp này đi Sang ơi. Mặt á. Dễ gì? Dạ. Giờ dạ. Có gì đắng này anh? Ăn cái nào ăn được ta? Ăn cái này hả? Ừ, để cái này. À nó cứng. Nhìn. Đây có lẻ có gì trong này nè. Con ăn non á. Miếng này nó không ngọt. Ngọt chưa ta? Bỏ đại em ngọt một chút. Đại chưa? Không chát. Biết rồi. Chát hả? Cái này chưa có mập. À, em cứ tầm đang luôn. Ăn mình thấy vậy con. Ừ. Ăn bốn cái chỗ nhiều mà. Này chưa có. Cái chát này chưa có mập. Miếng này nè. Này là đạt ăn đi. Ăn nổi rồi. Ngọt. Mà nghe nó như mùi rượu, nó ăn nhiều say, nó có say không ta? Nghe thơm mùi khói. Dạ. Đây là bộ chuối, em thích vào bộ chuối. Đây là bộ chuối năm xưa hả? Mà chúng ta từng hẹn hò. Nó đi thăm vườn ở... gì ta? Đồng gì hành gì? Với đó là hành có hành đi nữa. À, đồng hành cùng Tiki. ở đây là cái gì họ long gì quên rồi ta, Long Hòa phải không? Long Hòa. Không cái gì nữa nè, cái gì
Đại Đại gì đó. À, Long Hòa Bình Đại, Bến Tre. Lâu quá là không có về thăm quê nên không nhớ gì. Ở kia là bèo. Hình như không phải là bèo nuôi đâu. Đây là một buồng dừa bự cho bá lửa. Và một tên có ý định xấu xa. Thôi vòng ra, vòng ra. Que có cái nhỏ 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 à. Cái lóc rồi. Chuông chuông kìa, chuông chuông. Ui. Đó cá lóc kìa. Trời, phải có máy cơ mình quay. Đó, cá. Bên kia không có cái cá nữa. Đi cùng tao ra đây. Bỏ mồi vô. Già nuôi cho nó bự. Cá mè chứ không phải cá lóc đâu. Cá mè mọi người. Ừ. Đang quay thức phim cho nó nhìn nó phim phim một chút. Cá mè hả? Cá mè là cái gì cũng không biết luôn. Cái cá lóc à. Có cái chỗ nước đồng đồng đó là nó đó. Ai nhìn vậy? Hả? Bắp. Trái chưa bự lắm. Trái bự là bị ngắt mất tiêu rồi. Nhưng mà có trái kìa thấy không? Ừ, nhưng mà trái chưa bự lắm. Đủ, đủ. Hả? Trời ơi, chứ xài bự. Bự chà bá luôn. Rồi ở đây là có cóc. Hả? Em ngồi ba. Dây ngồi ba. Ủa xài kìa. Xài bự chà bá luôn á. Quá trời luôn. Cái này là cây xương rồng hả? Có xương rồng bự dữ vậy trời. Tưởng cái thanh long chứ. Thanh long là nó dài đúng không? Cái cọng dài nó ốm. Cái này xương rồng phòng nào trộm nào dám vô. Ừ. Đâm cái ruộng giấy. Một mâm nhỏ nè. Thấy không, nhà ta không có hàng rào, ta làm xương rồng trồng. Nhìn nó thơm mộng. Nè, biết rồi, có đứa bị cho dí kìa. Đi là đi nguyên đám. Cái thứ mà đi một mình như mày, hồi chó dí là không có đứa nào cản được đâu nha. Ủa, thơm kìa. Hơi thơm hả? Ê, anh hai. Nó cách rồi. Thơm kìa. Thơm bự vậy. Ờ. Băng qua kia được đi. Đấy. Cho nó nhỏ. À, đây là trái dừa non nè. Trái dừa lúc mà còn nhỏ. Nó giống giống như là trái cao vậy đó. À, trái dừa non giống như là trái cao vậy đó. Thì nhãn bước đâu nữa vậy? Hái đi. Đúng rồi. Ai chà. Hái hết đi. Quá trời luôn.
anh hai. Help me. Đây là bằng chứng của Phật thủ vô cái vườn nhà anh ta rồi phá nhãn nhà anh ta. Mình cũng đồng lõa với thằng Phật thủ này. Một hai ba. Bẻ đôi ra vừa không? Thảy lên á, xong rồi lấy chân tưng giống như là đá banh vậy đó. Thằng gánh háng này. Coi mấy chỗ này ta có lưới, mình giả lưới nè. Cái đó là khôn không ai khôn hơn luôn á. Ê cắn lộn không? Quê đâu ngoan liền. Ồ gì chứ cắn lộn rồi. Không có cắn lại. Nó bị lát lát cái gì? Gì mang cỏ hả? Sợ nó đang ngứa chân á, nó bụp một phát. Ăn cho hết luôn. Sang chọc chó đi Sang. Chọc chó đi. Cá bự á. Rửa được. Không sao. Này nước mưa. Đây cái bịch bỏ vô nha. Cái này là bắt là chụp á hả? Hay là câu? Yeah. Đúng chụp luôn. Mặt tao nè. Đâu câu. Rồi vậy phải đổ cái tao nước đó nha. Rồi chứ nó đổ. Coi con cá rồi. Chụp hả? Ừ. Ủa thấy nó luôn hay sao mà chụp được? Thấy. Cái chỗ đó nó thấp không? Không, nó dính vô cái lưới mình. À. Ui trời. Ôi cá ơi. Chê hả? Cá lóc. Lóc. Đó, bự chứ bộ nhỏ đâu. Bây giờ mình làm cái gì ta? Cá này thôi. À gài hết rồi phải không? Gài kèo trước. Thì rồi ông phải mà.